Không khí sau buổi họp của thầy và trò trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh xung quanh vấn đề giải thể trường. Những hoang mang, lo lắng dường như vẫn chưa thể vơi. Qua tiếp xúc với giáo viên, học sinh cũng như là phụ huynh của ngôi trường này thì chúng tôi cảm nhận thấy là một không khí bất an đang bao trùm lên tất cả. Học sinh thì không yên tâm để học tập, giáo viên thì không yên tâm để giảng dạy và chất lượng đào tạo thì ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Điều này sẽ càng đáng lo ngại hơn khi mà mùa thi đang đến ngày một gần. Học sinh nó cũng hoang mang, là giáo viên ai cũng buồn chán, học sinh nó lên nó cứ hỏi hoài, nó hỏi và nó băn khoăn, nó lo lắng lắm. Nó cứ nói làm cách nào để cứu trường, giáo viên ai cũng hoang mang, cũng lo lắng hết á. Thực tế và hiện trạng trường đã xảy ra một cái tâm lý là giáo viên không còn cái tư tưởng, không còn cái yên tâm, băn khoăn về việc cơm áo gạo tiền, về công ăn việc làm, mà không yên tâm đứng lớp. Như vậy thì chắc chắn một điều là ai đảm bảo rằng chất lượng không đi xuống. Được biết, trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng được thành lập vào năm 1998-1999 với mục đích giải quyết tình trạng thiếu trường trung học phổ thông trên địa bàn quận Tân Bình. Ngay từ khi mới thành lập, trường đã nằm trong hệ thống trường Cao đẳng Lý Tự Trọng. Và nay, lý do để Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh xóa sổ ngôi trường này được đưa ra là trái với điều lệ của trường trung học phổ thông, trường cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về mặt pháp lý thì sự tồn tại của cái trường trung học phổ thông Lý Tự Trọng trong trường cao đẳng là không ổn. Và tuy nhiên theo điều lệ của trường cao đẳng thì cũng không thể có cái trường trung học phổ thông trực thuộc trường cao đẳng như vậy. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi mạnh dạn tham mưu ủy ban thành phố xin chủ trương cùng với Sở Nội vụ, chúng tôi xin chủ trương về mặt pháp lý để tiến hành lộ trình để giải thể trường trung học phổ thông Lý Tự Trọng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hàng năm tại khu vực quận Tân Bình có từ 5.000 đến 6.000 học sinh học hết lớp 9, nhưng số chỗ học lớp 10 tại quận này chỉ đáp ứng được trên dưới 50%. Cụ thể, năm 2014, số học sinh lớp 9 của quận Tân Bình là trên 5.300 em, trong khi 4 đơn vị tuyển sinh lớp 10 tại địa bàn mới chỉ đáp ứng được khoảng 2.600 chỉ tiêu, tức chỉ khoảng 51%. Và trong khi áp lực học sinh được vào lớp 10 công lập ở khu vực này vẫn vô cùng lớn, thì chủ trương giải thể trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng không nhận được sự đồng thuận cũng là điều dễ hiểu. Giáo viên, tập thể giáo viên chúng tôi là không có đồng tình với cái vấn đề giải thể trường, tại vì cái vấn đề đó, cái đó là tôi thấy nó không có không phải là cách tốt nhất. Còn chúng tôi chỉ muốn là có một cái phương pháp khác, ví dụ như mình xây dựng cái trường rồi di dời đi, rồi giữ cái ngôi trường này cho học sinh thì nó tốt hơn, nên là tâm trạng phụ huynh, học sinh và giáo viên nó cũng tốt. Chúng tôi cũng không biết là chúng tôi sẽ đi đâu về đâu thôi, nhưng mà nguyện vọng 1 hay nguyện vọng 2 hay nguyện vọng 3 gì đó thì chúng tôi là ý kiến tập thể là nhất trí là chúng tôi sẽ ở lại trường, chứ giờ chúng tôi cũng không muốn đi, vì là đi thì nói chung là nó thay đổi cái cuộc sống, nó có nhiều vấn đề nảy sinh lắm. Không thể phủ nhận, việc tồn tại của trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng là chưa đúng quy chế. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là liệu giải thể có là giải pháp duy nhất và tối ưu nhất khi mà nhu cầu về trường học cho con em chúng ta chưa khi nào hết bức thiết?